một loại lá được mệnh danh là hầu thực vật, tốt cho thận. Người Việt thường làm gia vị, vừa bổ vừa ngon. Kết hợp lá này với một số nguyên liệu khác, bạn đã có những món ăn giàu dinh dưỡng cho gia đình. Lá hẹ, còn được biết đến dưới các tên gọi khác như cửu thái hay khởi dương thảo, là một loại rau gia vị phổ biến trong ẩm thực và là vị thuốc quý. Lá hẹ không chỉ góp phần mang lại hương vị đặc trưng cho nhiều món ăn, mà còn sở hữu nhiều lợi ích sức khỏe được ví như hầu thực vật, đặc biệt là với nam giới. Về mặt dinh dưỡng, lá hẹ chứa một lượng protein thực vật đáng kể, cùng với các chất khoáng quan trọng như phốt pho, magie, kẽm và canxi. Ngoài ra, hẹ còn giàu vitamin C và vitamin A, cả hai đều cần thiết cho sức khỏe của da và mắt, cũng như hệ thống miễn dịch. Chứa nhiều chất xơ, lá hẹ có khả năng hỗ trợ hệ tiêu hóa, kích thích hoạt động của ruột và ngăn chặn tình trạng táo bón. Theo y học cổ truyền, lá hẹ có tính ấm và vị cay, giúp ôn trung bổ hư, điều hòa phủ tạng và có lợi cho thận. Các bộ phận khác của cây hẹ như hoa và rễ cũng được sử dụng trong việc chữa trị các bệnh khác nhau, từ cảm lạnh, ho, đến các vấn đề liên quan đến tiêu hóa. Các nghiên cứu dân gian và đông y đã chỉ ra rằng hẹ có công dụng bổ thận ích dương. Nhìn chung, lá hẹ không chỉ là món ăn mà còn là một bài thuốc tự nhiên. Những người yêu thích ẩm thực và quan tâm đến sức khỏe có thể tích hợp lá hẹ vào thực đơn hàng ngày của họ như một cách để tận hưởng hương vị đậm đà và những lợi ích sức khỏe mà loại rau này mang lại. Tôm rang hẹ. Nguyên liệu: hẹ, tôm sông, ớt sừng, gia vị cơ bản. 1. Rửa sạch và cắt hẹ thành từng đoạn vừa ăn, rửa sạch và thái sợi ớt sừng, rửa sạch và để tôm sang một bên. 2. Đun nóng dầu trong chảo, cho tôm sông vào xào đến khi chuyển màu. Thêm một chút nước mắm và dầu hào để vừa ăn, xào đều. 3. Tôm chín thì cho lá hẹ và ớt đỏ thái sợi vào đảo nhanh tay. Thêm một chút muối, tiêu cho vừa ăn là có thể dọn ra. Canh hẹ nấu với hến. Dưới đây là công thức nấu canh hẹ với hến, một món ăn ngon miệng và giàu dinh dưỡng, đặc biệt phù hợp cho bữa cơm gia đình. Nguyên liệu: lá hẹ, hến đã làm sạch, củ cải trắng, hành khô, nước dùng gà hoặc xương, dầu ăn, rau răm, hành lá, gia vị cơ bản. 1. Lá hẹ rửa sạch, cắt khúc 2-3cm, hành khô bóc vỏ, băm nhỏ, gừng tươi rửa sạch, đập dập, củ cải trắng gọt vỏ, rửa sạch, cắt lát mỏng, hành lá, rau răm rửa sạch, thái nhỏ. 2. Phi thơm hành khô với dầu ăn, sau đó cho hến vào xào cùng. Khi hến bắt đầu săn lại, thêm một ít gừng đã đập dập. Xào cho đến khi hến chín tới, nêm gia vị với nước mắm, muối và đường cho vừa ăn. 3. Đặt nồi nước dùng lên bếp, đun sôi. Khi nước dùng sôi, thả lá củ cải trắng đã cắt mỏng vào nồi và đun nhỏ lửa cho đến khi củ cải mềm. Tiếp theo, cho phần hến đã xào vào nồi nước dùng, đun sôi trở lại. Cuối cùng, khi canh sôi lần nữa, cho lá hẹ đã cắt khúc vào nồi, đun thêm khoảng 2-3 phút nữa cho hẹ mềm. 4. Nêm lại canh cho vừa khẩu vị, tắt bếp. Rắc hành lá và rau răm đã thái nhỏ lên trên để tăng thêm hương thơm. Hẹ xào ván đậu. Nguyên liệu: lá hẹ, ván đậu, dầu ăn, gia vị cơ bản. 1. Ngâm ván đậu trong nước cho mềm rồi cắt thành từng miếng nhỏ. 2. Rửa sạch lá hẹ và cắt thành khúc vừa ăn. 3. Đun nóng dầu trong chảo, cho ván đậu đã được ngâm mềm vào, nêm nếm vừa ăn. 4. Ván đậu gần chín thì cho hẹ vào đảo nhanh tay, thêm một chút nước tương nhạt và dầu hào, hạt tiêu sao cho vừa ăn, mọi thứ ngấm gia vị thì bỏ ra và dọn lên, thưởng thức. Khi nấu và ăn lá hẹ, bạn cần lưu ý những điều sau. 1. Rửa sạch. Lá hẹ cần được rửa sạch để loại bỏ bụi bẩn và các chất còn sót lại từ việc sử dụng thuốc trừ sâu. 2. Chế biến đúng cách. Không nên nấu lá hẹ quá lâu vì có thể làm mất đi hương thơm đặc trưng và các chất dinh dưỡng. 3. Lưu ý khi sử dụng. Những người có tiền sử dị ứng với các loại thực vật họ hành, như tỏi, hành tây, nên thận trọng khi ăn lá hẹ.